Thưa quý vị, tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc và Hoa Kỳ cạnh tranh gay gắt, địa vị và vai trò của Philippines ngày càng trở nên nổi bật. Gần đây, Philippines và Hoa Kỳ thường xuyên tương tác. Manila không chỉ cho phép quân đội Hoa Kỳ mở căn cứ, mà còn có cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất trong nhiều thập niên. Khi Philippines tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ, quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc ngày càng xấu đi. Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã bắt đầu chuyến thăm tới Philippines. Ông Tần Cương đã hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Ngoại trưởng Enrique Manalo tại Manila vào hôm thứ Bảy 22 tháng 4. Bộ trưởng Tần Cương cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Philippines để giải quyết những khác biệt ở Biển Đông. Tổng thống Marcos Jr. cho biết hai bên đã nhất trí thiết lập nhiều kênh liên lạc hơn để giải quyết xung đột hàng hải giữa hai nước. Ngoại trưởng Philippines Manalo nhắc lại rằng Philippines tuân thủ chính sách một Trung Quốc nhưng đồng thời bày tỏ quan ngại về sự leo thang căng thẳng ở eo biển Đài Loan. Chuyến thăm của ông Tần Cương diễn ra trước khi Tổng thống Philippines gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 1 tháng 5. Hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận về hợp tác kinh tế và nỗ lực duy trì luật pháp quốc tế, cũng như thúc đẩy một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Văn phòng Tổng thống Philippines cho biết mục đích của chuyến thăm là củng cố mối quan hệ đặc biệt giữa Philippines và Hoa Kỳ. Philippines là quốc gia quan trọng ở Đông Nam Á trong ván bài trùng Mỹ. Hàng nghìn tỷ đô la thương mại chảy qua tuyến đường Biển Đông mỗi năm. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như với toàn bộ Biển Đông. Nhưng một số quốc gia ở Đông Nam Á cũng khẳng định chủ quyền của họ ở khu vực này. Hoa Kỳ phản đối các yêu sách của Bắc Kinh và khai triển tàu chiến cũng như chiến đấu cơ trong khu vực. Trong 2 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc gia tăng đe dọa quân sự đối với Đài Loan, khiến Mỹ phải tìm cách tăng cường liên lạc với các nước ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt là Philippines, nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến ở eo biển Đài Loan. Lý do tại sao Philippines lại quan trọng như vậy? Đó là vì trong số 5 đồng minh theo Hiệp ước của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, gồm Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines và Thái Lan, thì Philippines là quốc gia gần Đài Loan nhất. Do đó, Tổng thống Philippines Marcos Jr. đã nói, chúng tôi đứng ở tuyến đầu về căng thẳng giữa hai bờ eo biển. Vào ngày 3 tháng 4, Philippines đã công bố địa điểm của 4 căn cứ chiến lược mà quân đội Hoa Kỳ có thể sử dụng. 2 trong số đó nằm ở Luzon, gần Đài Loan hơn. Philippines cho biết các địa điểm có tính chiến lược cao. Chuyên gia Randall Sriver, quan chức hàng đầu về Đông Á của Ngũ Giác Đài dưới thời chính quyền ông Trump cho biết, Luzon có ý nghĩa to lớn đối với quân đội Hoa Kỳ. Đây là địa điểm lý tưởng để phóng tên lửa và hệ thống pháo binh để chống lại cuộc xâm lược đổ bộ của Trung Quốc và Đài Loan. Thái độ cứng rắn với Mỹ và thân Bắc Kinh của cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte từng gây ra căng thẳng giữa Washington và Manila. Sau khi ông Marcos nhậm chức Tổng thống, Hoa Kỳ đã tích cực cải thiện mối quan hệ. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã gặp ông Marcos vào năm ngoái và hai người sẽ có cuộc họp vào tháng 5 tới. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã thăm Philippines. Trước cuộc gặp với Tổng thống Marcos, ông Tần Cương nói rằng Trung Quốc và Philippines nên hợp tác để thúc đẩy hòa bình và ổn định ở châu Á bằng cách làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương. Bloomberg cho rằng điều đó cho thấy Bắc Kinh đang tìm cách làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ tại Philippines. Bắc Kinh muốn tăng cường quan hệ với Philippines trong bối cảnh chính quyền Marcos củng cố liên minh quốc phòng lâu đời với Hoa Kỳ. Philippines ngày càng bất mãn với Đảng Cộng sản Trung Quốc và đã gửi hơn 200 phản đối ngoại giao trong một năm. Đụng độ giữa Trung Quốc và Philippines ở vùng biển tranh chấp đã trở nên thường xuyên hơn. Hãng thông tấn AP cho biết kể từ năm ngoái, Philippines đã gửi hơn 200 công hàm phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có ít nhất 77 công hàm kể từ khi ông Marcos Jr. nhậm chức vào tháng 6. Hầu hết các công hàm liên quan đến hành vi hung hăng của Bắc Kinh ở Biển Đông, bao gồm cả việc nhắm vào một tàu cảnh sát biển Philippines bằng tia laser ở cấp độ quân sự vào tháng 2. Hoa Kỳ đã nhiều lần cảnh báo rằng nếu quân đội, tàu và máy bay của Philippines bị tấn công, Washington sẽ bảo vệ Philippines theo hiệp ước phòng thủ của hai nước. Ngoại trưởng Philippines Manalo ngày 22 tháng 4 cho biết, ông hy vọng cuộc gặp với ông Tần sẽ tạo cơ hội để giải quyết các tranh chấp giữa hai bên. Trong bối cảnh hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Philippines và Hoa Kỳ, ông Tần Cương nói rằng Trung Quốc vẫn sẵn sàng hợp tác với Philippines để duy trì hướng đi đúng đắn của mối quan hệ, tăng cường hợp tác và giải quyết thỏa đáng những khác biệt giữa hai nước. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với phần cập nhật tin tức của biên tập viên Bảo Trung. Bảo Trung xin kính chào quý vị. Mời quý vị tiếp tục phần chương trình với những cập nhật về nước Mỹ. Mỹ nỗ lực giúp Nhật Bản đối phó thách thức an ninh từ Trung Quốc. Thưa quý vị, Mỹ đang nỗ lực giúp Nhật Bản tăng cường năng lực phòng thủ nhằm đối phó với vấn đề mà Washington gọi là thách thức an ninh lớn nhất từ Trung Quốc. Trong một tuyên bố, tướng Joe Ford, tư lệnh lục quân Mỹ tại Nhật Bản cho biết Washington đang nỗ lực phối hợp với Tokyo nhằm củng cố hệ thống phòng thủ ở các đảo phía Tây Nam của quốc gia Đông Á này. Ông nhấn mạnh, một hoạt động được tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung tập trung vào việc đối phó với các hoạt động của quân đội Trung Quốc PLA. Tướng Powell nói, trọng tâm đã chuyển sang vấn đề thực sự ngay trước mắt, đó là bảo vệ chủ quyền của Nhật Bản, với nỗ lực chính là ở các đảo phía Tây Nam. Chúng tôi đều thấy rõ đó là thách thức an ninh lớn nhất. Theo các chuyên gia quân sự, Nhật Bản đã chuyển trọng tâm phòng thủ từ Triều Tiên sang Trung Quốc vì mối lo mà PLA có thể gây ra đối với các đảo phía Tây Nam Nhật Bản, bao gồm cả quần đảo Ryukyu. Mỹ-Nhật đã tiến hành một số cuộc tập trận, bao gồm cuộc tập trận Yamasakura và lá chắn phương Đông hàng năm, tập trung vào các tình huống như xảy ra một cuộc tấn công quân sự hay chủ quyền của Nhật Bản bị xâm phạm. Tướng Powell cho biết, Nhật Bản lo ngại PLA có thể phong tỏa hoặc chiếm giữ một số đảo của Tokyo để ngăn chặn hành động can thiệp quân sự nếu đảo Đài Loan bị tấn công. Vị tướng Mỹ nói thêm, Nhật Bản nhìn vào điều đó và họ nhìn thấy mối đe dọa từ lực lượng dân quân bảo vệ bờ biển Trung Quốc vốn đã đẩy ngư dân Nhật Bản ra xa xung quanh các đảo. Hồi tháng 8 2022, Tokyo và Bắc Kinh leo thang căng thẳng khi 5 tên lửa đạn đạo của PLA đã rơi vào vùng đặc quyền kinh tế IEZ của Nhật Bản khi Trung Quốc tổ chức các cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật xung quanh đảo Đài Loan. Quân đội Mỹ cho rằng vụ việc này được xem như một thông điệp chiến lược của Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh bác bỏ và cho biết họ không đồng tình về giới hạn của khu vực này. Cuộc tập trận gây tranh cãi trên khai màn sau khi cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi bất chấp cảnh báo của Bắc Kinh để đến thăm Đài Loan và gặp nhà lãnh đạo Thái Anh Văn. Bắc Kinh đã tổ chức một cuộc tập trận quân sự khác trong tháng này sau khi bà Thái Anh Văn có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở California. Ngoài ra, theo tướng Vô, Mỹ cũng giúp Nhật Bản xem xét khả năng cần thiết để bảo vệ các đảo phía Tây Nam và cách ngũ giác đài có thể hỗ trợ họ. Theo ông, một trong số này là chiến lược phá vỡ năng lực của PLA trong việc ngăn chặn quân địch tiến vào chiến trường hoặc di chuyển tự do bên trong chiến trường. PLA đã thử nghiệm năng lực này, được gọi là chống tiếp cận, chống xâm nhập, A2AD. Vài tuần trước, trong cuộc tập trận quanh đảo Đài Loan, với một nhóm tàu chiến do tàu sân bay Sơn Đông chỉ huy. Âm ỉ cuộc đua Mỹ-Trung trong lòng đại dương. Kính thưa quý vị, thời gian gần đây, sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra quyết liệt trên hàng loạt lĩnh vực, trải đều trên các vấn đề kinh tế và quân sự. Trong lòng đại dương, một cuộc chạy đua ngầm giữa hai nước cũng đang âm thầm diễn ra. Hãng tin Reuters dẫn báo cáo của Ngũ Giác Đài công bố vào tháng 11 2022 cho biết, Trung Quốc hiện đang duy trì ít nhất một tàu ngầm tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân dưới biển. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong số ít tàu ngầm Trung Quốc có thể đang vận hành. Tờ The Washington Post đưa tin, Trung Quốc đang sở hữu 6 tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp tấn chạy bằng năng lượng hạt nhân, 6 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân và 44 tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel, hệ thống động lực không dùng không khí. Đánh giá từ Ngũ Giác Đài cho biết, các tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp tấn của Trung Quốc đang tuần tra gần như liên tục từ đảo Hải Nam đến Biển Đông. Các tàu này được trang bị tên lửa đạn đạo GL-3 thế hệ mới với tầm bắn ước tính hơn 10.000 km có thể vươn tới đất liền Mỹ. Trong khi đó, Mỹ hiện đang sở hữu 68 tàu ngầm, trong đó có 14 chiếc thuộc loại tấn công mang tên lửa đạn đạo SSBN lớp Ohio và 4 chiếc mang tên lửa hành trình SSGN lớp Ohio đã được cải tiến để mang tên lửa thông thường và hỗ trợ các lực lượng tác chiến đặc biệt. Mỹ hay Trung Quốc sẽ chiếm ưu thế? Theo trang US&I News, việc Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động tàu ngầm được dự báo sẽ gây thêm áp lực lên Mỹ và các đồng minh trong bối cảnh cuộc cạnh tranh khu vực Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương ngày càng gay gắt. Theo đó, mặc dù Mỹ chiếm ưu thế về số lượng tàu ngầm so với Trung Quốc, các tên lửa SSGN được thiết kế để hỗ trợ các hoạt động tấn công trên bộ chứ không phải vai trò chống hạm. Ông Timothy Rye, chuyên gia phân tích quốc phòng tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Anh, nhận định các lực lượng Mỹ có thể đối phó các tàu ngầm Trung Quốc với nguồn lực hiện có. Tuy nhiên, điều này sẽ kéo căng hệ thống phòng thủ của Mỹ, buộc nước này phải trang bị nhiều khí tài hơn trong 10 đến 15 năm tới. Ông Ryan nói thêm rằng, việc Bắc Kinh nhanh chóng mở rộng lực lượng hạt nhân đồng nghĩa với việc các chiến lược gia của Mỹ lần đầu tiên phải đối mặt với hai đối thủ hạt nhân ngang hàng là Trung Quốc và Nga. Dù vậy, bất chấp những tiến bộ của quân đội Trung Quốc, một số chuyên gia vẫn tin rằng Mỹ đang có lợi thế đáng kể khi chiến đấu dưới biển. Ông Carl Schulte, chỉ huy hải quân Mỹ đã nghỉ hưu và là cựu giám đốc hoạt động tại Trung tâm Tình báo Hỗn hợp thuộc Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ ở Hawaii, nhận định tàu ngầm vẫn là một lĩnh vực Washington vẫn chiếm ưu thế vượt trội. Nguy cơ va chạm. Chia sẻ thêm với Reuters, chuyên gia Kristensen nhận định việc Bắc Kinh triển khai nhiều tàu ngầm hơn đồng nghĩa là quân đội Trung Quốc và Mỹ sẽ ngày càng dễ cọ sát nhau, làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột. Ông dự đoán Trung Quốc sẽ giữ các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của nước này ở vùng nước sâu gần lãnh thổ nước này, thay vì mạo hiểm tuần tra ở các vùng biển xa hơn nhằm tránh nguy cơ xảy ra tai nạn. Ông Colinco, chuyên gia phân tích an ninh tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam của Singapore, đồng quan điểm trên. Theo ông, Bắc Kinh sẽ để các tàu ngầm tên lửa đạn đạo trong một pháo đài ở vùng biển lân cận. Chuyển sang thông tin khác liên quan đến Ấn Độ. Ấn Độ lần đầu thử hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trên biển. Thưa quý vị, Ấn Độ đã thành công khi lần đầu thử tên lửa đánh chặn trên biển, có khả năng ngăn chặn một tên lửa đạn đạo hạt nhân đang bay đến, trong nhiệm vụ lâu dài hướng tới xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo BMD hiệu quả cả trên đất và trên biển. Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 22 tháng 4 cho biết, vụ thử nghiệm tên lửa đánh chặn trong khí quyển từ một tàu chiến đã được Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng DRDO cùng Hải quân Ấn Độ tiến hành ngoài khơi bờ biển Odisha ở vịnh Bengal vào ngày 21 tháng 4. Tuyên bố của Bộ nêu rõ, mục đích của cuộc thử nghiệm là đối đầu và vô hiệu hóa mối đe dọa tên lửa đạn đạo của đối phương, qua đó đưa Ấn Độ vào câu lạc bộ những quốc gia ưu tú có khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo bằng hải quân. DRDO trước đó đã thực hiện thành công một loạt thử nghiệm đối với hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo 2 tầng trên đất liền, được thiết kế để theo dõi và tiêu diệt tên lửa đạn đạo hạt nhân cả bên trong và bên ngoài bầu khí quyển của trái đất ở độ cao từ 15 đến 25 km đến 80 đến 100 km để có xác suất tiêu diệt cao hơn. Trước đó ngày 14 tháng 3, Tổ chức Nghiên cứu Phát triển Quốc phòng DRDO của Ấn Độ đã tiến hành thành công liên tiếp hai vụ thử hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Visoras do nước này tự phát triển. Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết các vụ phóng thử tên lửa được tiến hành từ một bệ phóng di động trên mặt đất tại bãi thử tích hợp Chandipur ở ngoài khơi bờ biển bang Odisha. Tên lửa phòng không đã nhắm trúng các mục tiêu máy bay di chuyển trên không với tốc độ cao. Vụ thử đáp ứng tất cả các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Chuyển sang thông tin khác liên quan đến Trung Quốc. Tàu sân bay của Trung Quốc cần đun sôi nước trong 48 giờ để khởi động. Thưa quý vị, theo nhà bình luận quân sự Trầm Châu đã viết một bài phân tích trên tờ Ta Chi Yuán vào ngày 23 tháng 4 rằng gần đây trang web Thâu Théo News thuộc cơ quan truyền thông thân Bắc Kinh của Hồng Kông, Tinh Đảo Nhật Báo, đã đăng lại nhiều bài báo của phương tiện truyền thông Trung Quốc quảng bá hải quân. Một trong số đó có tựa đề "Đun sôi nước 48 giờ, chiến tranh kết thúc vẫn chưa rời cảng. Sức mạnh của tàu Liêu Ninh có thực sự lạc hậu nhất thế giới?" Dưới bài viết ký tên Hội người hâm mộ của đội. Bài báo viết rằng là hàng không mẫu hạm đầu tiên của quân đội Trung Quốc, tàu Liêu Ninh đang thắp lên niềm hy vọng của người dân Trung Quốc. Mặc dù vậy, hai tàu chị em chạy bằng động cơ thông thường đã vấp phải sự chỉ trích vì thời gian khởi động quá lâu, bài báo dẫn lời một nhà bình luận quân sự Mỹ cho biết. Tàu Liêu Ninh phải mất 48 giờ để khởi động. Bài báo khẳng định, điều nhà bình luận nói không sai, không chỉ tàu Liêu Ninh mà cả tàu Sơn Đông, Phúc Kiến cũng vậy, bởi vì đây là một vấn đề phổ biến của việc sử dụng tua bin hơi nước như năng lượng thông thường của tàu sân bay. Tua bin hơi nước được sử dụng ở Trung Quốc phải đốt dầu nặng và đun 60 tấn nước thành hơi, nên khởi động rất lâu. 4 nồi hơi TB12 mất 48 giờ để đun sôi nước trước khi đạt công suất tối đa. Vì vậy, các hàng không mẫu hạm như Liêu Ninh, Sơn Đông và Phúc Kiến cần có thời gian chuẩn bị 2 ngày trong thời chiến. Qua bài viết này, Chắc hẳn tác giả có bút danh Hội Người Hâm Mộ Quân Đội, phải là một thành viên trong quân đội Trung Quốc, chứ không phải là một người hâm mộ quân đội bình thường. Do đó, ông ấy mới biết rõ ràng về các thông số cụ thể của thiết bị như vậy. Trung Quốc đẩy nhanh việc mở rộng vũ khí hạt nhân, lò phản ứng mới cách Đài Loan 200 km. Thưa quý vị, Trung Quốc đang xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân mới ở bờ biển phía đông nam cách Đài Loan khoảng 217 km, với sự hỗ trợ về nguyên liệu và công nghệ của Nga. Bởi vì cơ sở này có khả năng sản xuất plutonium cấp độ vũ khí, nên chắc chắn nó sẽ đẩy nhanh quá trình mở rộng vũ khí hạt nhân của Trung Quốc và đưa thế giới vào một kỷ nguyên mới của chiến lược vũ khí hạt nhân. Tờ New York Times đưa tin, theo Spectrum, một ấn phẩm của Hội Kỹ sư Điện và Điện tử có trụ sở tại thành phố New York, Hoa Kỳ. Trung Quốc đang xây dựng hai lò phản ứng sinh neutron nhanh trên đảo Trường Biểu ở huyện Hà Phổ, thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến. Nguyên liệu thô cho lò phản ứng hạt nhân của nó được cung cấp bởi tập đoàn Rosatom do nhà nước Nga điều hành và đã hoàn thành việc vận chuyển 25 tấn uranium được làm giàu ở mức độ cao. Theo đánh giá, dưới sự hợp tác của Trung Quốc và Nga, hai cơ sở hạt nhân nằm cách Đài Loan chỉ hơn 200 km có khả năng sản xuất khoảng 400 kg plutonium cấp độ vũ khí mỗi năm, đủ để sản xuất 50 đầu đạn hạt nhân. Ngũ giác đài của Mỹ ước tính rằng, trong tương lai, tổng số lượng vũ khí hạt nhân của Trung Quốc và Nga sẽ lấn áp Hoa Kỳ. Báo cáo chỉ ra rằng, trong khi Nga đe dọa triển khai vũ khí mới và vũ khí hạt nhân thông qua cuộc chiến Nga-Ukraine, thì Trung Quốc cũng đang mở rộng vũ khí hạt nhân, khiến tình hình hiện tại mà Hoa Kỳ phải đối mặt trở nên phức tạp hơn so với thời chiến tranh lạnh. Mặc dù chính quyền Bắc Kinh nhấn mạnh rằng các cơ sở hạt nhân được xây dựng dọc theo bờ biển Phúc Kiến hoàn toàn phục vụ mục đích sản xuất điện thương mại tư nhân, nhưng trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ John F. Blum đã nói với Quốc hội vào tháng 3 rằng sản phẩm của lò phản ứng sinh neutron nhanh chắc chắn là plutonium và nguyên tố plutonium được sử dụng để sản xuất vũ khí hạt nhân. Báo cáo cũng chỉ ra rằng đây có thể chỉ là sự khởi đầu của việc mở rộng hạt nhân của Trung Quốc. Khi nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Moscow vào tháng 3, ông và Tổng thống Nga Putin đã cùng tuyên bố rằng tập đoàn Rosatom đã ký một thỏa thuận với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc để kéo dài sự hợp tác giữa hai bên trong vài năm, thậm chí là mấy chục năm. Trong báo cáo chiến lược quốc phòng mới nhất được công bố vào tháng 10 năm ngoái, Ngũ Giác Đài đã chỉ rõ rằng đến những năm 2030, Mỹ sẽ lần đầu tiên đối mặt với tình thế cạnh tranh chiến lược với hai cường quốc hạt nhân, tạo ra những thách thức mới đối với khả năng răn đe, bảo đảm an ninh, kiểm soát vũ khí và giảm thiểu khủng hoảng, đồng thời tạo ra áp lực mới đối với sự ổn định quốc tế. Khuôn khổ kiểm soát vũ khí quốc tế hiện nay không ngừng tan rã. Đầu năm nay, Nga tuyên bố đình chỉ việc tuân thủ hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới New START với Mỹ. Mặc dù giới hạn trên 1.550 đầu đạn hạt nhân vẫn sẽ được tuân thủ, nhưng các cơ chế tin tưởng lẫn nhau như cử nhân viên đến kiểm tra các cơ sở vũ khí hạt nhân và tiết lộ thông tin cho nhau sẽ biến mất. Đồng thời, Trung Quốc, quốc gia trở thành cường quốc hạt nhân vào năm 1964, không bị khuôn khổ liên quan đến hạn chế, và ông Tập Cận Bình cũng không che giấu tham vọng mở rộng kho vũ khí hạt nhân. Số lượng đầu đạn hạt nhân hiện nay của Trung Quốc là khoảng 410, nhưng nó có thể phát triển vào cuối những năm 2020, lên tới 1.000 và đạt 1.500 đầu đạn vào năm 2035. Hơn nữa, Trung Quốc cũng đang xây dựng một căn cứ ở khu vực phía Bắc có thể chứa 350 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Điều này càng cho thấy rõ ý đồ của họ hơn. Ngoài ra, chính quyền Bắc Kinh cũng đang đẩy nhanh việc xây dựng tam giác sắt vũ khí hạt nhân của họ, tức là khả năng của vũ khí hạt nhân phóng từ trên bộ, từ tàu ngầm và từ trên không. Ông M. Taylor Pravel, chuyên gia quân sự Trung Quốc tại Viện Công nghệ Massachusetts, MIT, chỉ ra rằng Trung Quốc đang cố gắng làm cho Hoa Kỳ không còn nghi ngờ sức mạnh tấn công chiến lược của mình. Vũ khí hạt nhân toàn cầu sẽ bước vào một kỷ nguyên mới, trong đó Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc sẽ đứng lên đỉnh, tạo ra thế chân vạc. Cũng trong một thông tin khác liên quan đến Trung Quốc. Quá giới hạn chịu đựng, dân Trung Quốc cầm liềm dựa xua đuổi quan chức. Thưa quý vị, việc chính quyền Trung Quốc cưỡng chế, xung công và phá rỡ đất nông nghiệp đã khiến những người dân thấp cổ bé họng không thể chịu đựng được. Một đoạn video lan truyền trên Internet cho thấy nông dân cầm liềm dựa xua đuổi các quan chức đi. Đoạn video đã được tải lên Internet vào ngày 21 tháng 4. Tờ NTD cho biết, chính quyền địa phương thành phố Đan Châu đã cưỡng chế phá bỏ cây non và thu hồi đất nông nghiệp của nông dân. Sự bất bình của công chúng đã lên tới tột đỉnh, dân làng kéo nhau cầm lưỡi liềm và dựa xua đuổi các cán bộ chính quyền để bảo vệ cây trồng của mình. Tại hiện trường cũng xảy ra một vài vụ nổ, bốc khói dày đặc, không rõ là pháo hoa hay thuốc súng tự chế. Hầu hết dân làng nói tiếng địa phương, nhưng cũng có người hét lên với chính quyền bằng tiếng phổ thông. Chính sách của các ông còn chưa ban hành thì các ông đã cưỡng chế chúng tôi. Có thể thấy trong video, các nhân viên chính quyền đã rút lui toàn bộ trước mặt nhóm phản kháng và một chiếc xe thực thi pháp luật bị bỏ lại phía sau. Khi đoạn video được đăng tải trên mạng, bộ máy quản lý nông nghiệp của chính quyền Trung Quốc đã được làm việc hết công suất để xử lý các vấn đề trên, khiến nhiều vùng nông thôn rơi vào tình trạng hỗn loạn. Cư dân mạng nhận xét rằng tương lai có thể xảy ra nhiều vụ phản kháng của nông dân Trung Quốc hơn nữa. Trong những năm gần đây, chính quyền Trung Quốc đã tuyên bố rằng sẽ xây dựng tỉnh Hải Nam thành khu thương mại tự do và nhiều khu vực của Hải Nam sẽ được xây dựng cơ sở hạ tầng. Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, vào tháng 4 năm 2022 báo cáo, vào cuối năm 2021, tỉnh Hải Nam quyết định huy động toàn tỉnh ủng hộ kế hoạch hội nhập Đam Châu, Dương Phố. Đam Châu đã mua tổng cộng gần 12.900 mẫu đất để xây dựng dự án khu phát triển mới Tân Hải. Thời gian thực hiện của kế hoạch là 3 năm, cụ thể là 2022, 2023 và 2024. Các quan chức đã nhiều lần tuyên bố rằng việc thu hồi đất sẽ bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người dân. Nhưng trên thực tế, thường là trưng thu cưỡng chế, bồi thường không hợp lý hoặc thậm chí còn bị khấu trừ tiền bồi thường ở nhiều cấp độ khác nhau, thường gây ra các cuộc biểu tình công khai và thậm chí là phản kháng dữ dội. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, quân Nga tiếp tục chịu tổn thất nặng nề trên chiến trường và phải sử dụng các cơ sở giáo dục làm cơ sở y tế. Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói rằng, các lực lượng Nga tiếp tục chịu tổn thất nặng nề trên chiến trường. Tất cả các cơ sở y tế trong lãnh thổ bị tạm chiếm đóng đều chứa đầy những người bị thương. Kết quả là, quân Nga buộc phải sử dụng các cơ sở giáo dục làm cơ sở y tế. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, quân Nga tại điểm Miska ở vùng Luhansk đã chuyển một trường học địa phương thành một bệnh viện quân đội. Có một số lượng lớn người Nga bị thương ở đó. Ngoài ra có sự thiếu hụt lớn về thuốc men và vật liệu băng bó trong tất cả các cơ sở y tế của quân Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Piotr Gwardzik cho rằng nếu Đức không chỉ hoãn việc Ukraine gia nhập NATO thì đã không có chiến tranh như bây giờ. Phát biểu này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức loại trừ kết nạp Ukraine vào Liên minh NATO một cách nhanh chóng. Polsky Radio 24 dẫn lời ông Wasi nói rằng nếu Đức không hành động như hiện tại, nếu họ không cố gắng chỉ hoãn việc Ukraine gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương, nếu Ukraine được đề nghị gia nhập Liên minh nhiều năm trước tại Munich, thì sẽ không có chiến tranh ở Ukraine ngày nay. Ông lưu ý rằng các nước Tây Âu, Pháp và Đức luôn phản đối Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu hoặc Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Theo ông, lập trường mà Bộ trưởng Đức bày tỏ thực sự có thể chỉ hoãn việc Ukraine gia nhập NATO, vì sự nhất trí là cần thiết trong quá trình kết nạp một quốc gia mới vào Liên minh. Thứ trưởng Piotr Gwardzik cũng nhấn mạnh rằng Ba Lan ủng hộ tư cách thành viên của Ukraine trong Liên minh. Theo chúng tôi, điều này nên diễn ra càng sớm càng tốt, bởi vì nó sẽ là sự bảo đảm an ninh không chỉ của Ukraine và Ba Lan, mà còn của toàn khu vực. Đồng thời, ông Rajic bảo đảm rằng phía Ba Lan không ngừng cố gắng thuyết phục các đối tác phương Tây thay đổi ý định và để Ukraine gia nhập liên minh càng sớm càng tốt. Trong chuyến thăm Kyiv tuần trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng Ukraine nên trở thành thành viên của liên minh trong tương lai. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius bác bỏ giải pháp nhanh chóng để Ukraine gia nhập NATO. Ông Pistorius tuyên bố rằng việc cho phép Ukraine gia nhập liên minh không thể được đưa ra chỉ vì sự đoàn kết, mà cần một cái đầu lạnh và một trái tim ấm chứ không phải ngược lại. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình ETV, tướng Martin Herem, Tổng tham mưu trưởng quân đội Estonia tin rằng chiến tranh sẽ chỉ kết thúc khi Nga bị chia thành các quốc gia nhỏ. Theo ông Herem, Nga đã đẩy Ukraine đến mức họ không thể dừng lại cho đến khi Nga bị đẩy về biên giới. Điều đó có nghĩa là Kyiv sẽ còn gây ra nhiều thiệt hại hơn cho Moscow. Tướng Estonia nói thêm rằng chỉ có sự sụp đổ của Nga mới bảo đảm chiến tranh kết thúc. Ông Herem nhận định, Nga không nên là Nga nữa, không nên là một quốc gia lớn và hùng mạnh rồi nghĩ rằng mình có quyền làm mọi thứ. Nga nên chia thành các quốc gia nhỏ, không có quá nhiều quyền lực và tham vọng. Trước đó, truyền thông Ukraine cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Perkos tuyên bố rằng trở ngại lớn nhất đối với việc bắt đầu cuộc phản công của Ukraine vẫn là thời tiết mưa và ít nhất cần một tháng nữa để bắt đầu chiến dịch. Tờ Ukrainka Pravda dẫn nguồn tin từ Bộ Tư lệnh Phòng không miền Nam Ukraine cho biết vào tối 23 và sáng 24 tháng 4, theo giờ địa phương. Lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn hạ 4 máy bay không người lái, cảm tử. Theo Bộ Tư lệnh Ukraine, trước đó vào tối 22 và sáng 23 tháng 4, quân Nga đã tấn công các khu vực Mykolaiv và Kherson bằng máy bay không người lái. Các binh sĩ thuộc nhóm hỏa lực cơ động của Lữ đoàn Tên lửa Phòng không Kherson đã phá hủy 4 máy bay không người lái, cảm tử Lancet. Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân đội Ukraine bắn hạ một trực thăng Mi-24 của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo, các đơn vị tên lửa, pháo binh đã đánh vào 4 khu vực tập trung binh lực, 2 kho đạn và 2 cứ điểm quân sự quan trọng của quân Nga trong ngày 23 tháng 4. Nga bổ nhiệm nhân sự mới lãnh đạo hạm đội Baltic và Thái Bình Dương. Truyền thông Nga đưa tin nước này vừa bổ nhiệm nhân sự mới phụ trách các hạm đội Baltic và hạm đội Thái Bình Dương. Theo đó, cựu chỉ huy hạm đội Baltic của Nga, đô đốc Viktorina, được giao nhiệm vụ phụ trách hạm đội Thái Bình Dương. Trong khi đó, phó đô đốc Vladimir Vorobyov là chỉ huy mới của hạm đội Baltic. Đô đốc Lina thay thế ông Sergei Avakian, người bất ngờ nghỉ hưu hôm 20 tháng 4. Tin tức về việc ông Avakian bất ngờ nghỉ hưu đã làm dậy sóng chỉ vài ngày sau khi hạm đội Thái Bình Dương được lệnh tham gia vào một cuộc diễn tập lớn không báo trước, được cho là mô phỏng lực lượng Nga đẩy lùi một cuộc đổ bộ của kẻ thù trên lý thuyết. Trên thực tế, ông Avakian, 65 tuổi, nghỉ hưu vì đã đến tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông độc lập đã chỉ ra những tổn thất lớn mà hạm đội Thái Bình Dương dưới sự lãnh đạo của ông Avakian được cho là đã phải gánh chịu trong cuộc chiến ở Ukraine. Hạm đội Thái Bình Dương có trụ sở tại cảng Vladivostok đã không bình luận về việc bổ nhiệm nhân sự mới. Nga có tổng cộng 4 hạm đội, lớn nhất là hạm đội phương Bắc, bao gồm một tàu sân bay hạng nặng và 2 tàu tuần dương tên lửa. Hạm đội lớn thứ hai là hạm đội Thái Bình Dương, tiếp theo là hạm đội Biển Đen và hạm đội Baltic. Thành viên của cả 4 hạm đội cũng đang chiến đấu trong cuộc chiến ở Ukraine, chủ yếu là lính thủy đánh bộ. Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ ISW cho biết, thông tin về việc bổ nhiệm đô đốc Lina và tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương trùng hợp với việc hạm đội hoàn thành các cuộc tập trận ở Thái Bình Dương dưới sự giám sát của Tổng tư lệnh Hải quân Nga, đô đốc Nikolai Yevgenov. ISW trước đây đánh giá rằng việc ông Avakian bị thay thế có thể là do ông không thể đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu quy mô lớn của hạm đội Thái Bình Dương do những tổn thất đáng kể trong chiến đấu ở Ukraine. Theo truyền thông nhà nước Nga, sắp tới, ông Avakian sẽ đảm nhiệm lãnh đạo một tổ chức giám sát việc huấn luyện quân sự và giáo dục lòng yêu nước. Ba Lan muốn duy trì các hệ thống phòng không Patriot của Đức. Sau khi có thông tin về kế hoạch chấm dứt triển khai hệ thống phòng không Patriot của Đức ở Ba Lan vào tháng 6 tới, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak ngày 22 tháng 4 bày tỏ mong muốn duy trì lâu hơn nữa các hệ thống phòng không Patriot của Đức triển khai ở nước này. Ông nêu rõ có 2 lý do chính cho điều này. Thứ nhất, cuộc xung đột ở Ukraine vẫn đang tiếp diễn, do vậy mối đe dọa vẫn là thực tế. Và thứ hai, Ba Lan là trung tâm quan trọng nhất khi hỗ trợ Ukraine. Vũ khí của phương Tây sẽ được vận chuyển chủ yếu qua đường Ba Lan. Do vậy, các khẩu đội Patriot của Đức vẫn là một phần của hệ thống phòng không quan trọng giúp bảo vệ hoạt động này. Các tuyên bố trên của ông Błaszczak được đưa ra khi vị Bộ trưởng Ba Lan đang ở Ramstein, Đức để tham gia cuộc họp của nhóm tiếp xúc về Ukraine. Trước đó, truyền thông Đức đăng tải thông tin cho rằng hệ thống Patriot của Đức sẽ kết thúc sứ mệnh ở Ba Lan vào tháng 6 tới và ở Slovakia vào cuối năm nay. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức khẳng định mọi kế hoạch liên quan sẽ được phối hợp với các đối tác trong NATO. Đức đã triển khai 2 trong 3 đơn vị phòng không Patriot tại Ba Lan vào tháng 1 năm 2023, sau khi một tên lửa đi lạc rơi vào một ngôi làng ở Ba Lan vào tháng 11 năm 2022, khiến 2 người thiệt mạng. Trong khi đó, vào tháng 3 năm ngoái, lãnh đạo các nước thành viên NATO đã nhất trí triển khai đơn vị phòng không Patriot tại Slovakia nhằm củng cố lực lượng ở sườn phía đông, trong bối cảnh xung đột leo thang giữa Nga và Ukraine. Ông Trump vạch lộ trình chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Mới đây, trong bài phát biểu trước những người ủng hộ ở Florida, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nếu ông tái đắc cử vào năm 2024, ông có thể giúp Nga, Ukraine chấm dứt xung đột. Ông nói, với tôi việc này quá dễ. Thậm chí trước khi tôi ngồi vào phòng bầu dục, nếu tái đắc cử, tôi có thể giải quyết xung đột Nga-Ukraine. Tôi sẽ giải quyết rất nhanh. Ông giải thích, ông quen biết cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ông tin rằng nếu ông còn đương chức, Nga đã không khai chiến ở Ukraine. Ông Trump tự tin rằng ông là ứng viên duy nhất có thể giúp Mỹ tránh được thế chiến thứ ba. Đây không phải lần đầu tiên ông Trump tự tin về khả năng chấm dứt xung đột ở Ukraine. Tháng trước, ông ít nhất 2 lần khẳng định chỉ cần 24 giờ để làm việc này nếu ông tái đắc cử. Các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine bế tắc kể từ năm ngoái. Hai bên tuyên bố vẫn để ngỏ đàm phán, nhưng đều không chấp nhận điều kiện của đối phương đưa ra. Tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh bác đàm phán với người đồng cấp Nga Putin sau khi Moscow sát nhập 4 tỉnh của Ukraine. Một số quốc gia phát tín hiệu sẵn sàng làm trung gian hòa giải để chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Song đến nay chưa có nhiều tiến triển do các bên chưa thể thống nhất về tư cách trung gian của những nước này.